Lứa ếch thịt với trên 1.500 con của gia đình anh Nguyễn Thanh Bình, thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh sắp sửa được xuất bán ra thị trường. Với việc sinh trưởng và phát triển tốt, cộng với giá bán ra thị trường ổn định, từ 70 đến 80 nghìn đồng trên 1 kg, chắc chắn gia đình anh Bình sẽ có khoản thu tương đối sau 3 tháng chăm sóc. Trước đó anh Bình đã thử nghiệm nuôi rất nhiều vật nuôi nhưng không mang lại hiệu quả. Qua tìm hiểu, nắm bắt được thị trường, tận dụng diện tích mặt hồ sẵn có, anh đã học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm. Ếch nó sống khỏe và phát triển tốt, mấy tôi cũng bán cũng có thu nhập một ít. Rồi đợt thứ hai là tôi mua 1,5 ếch, ếch giống về tôi giờ hiện tại là ếch cũng gần thu nhập. Rồi chúng quy lại là cơ duyên là cái của tôi là phù hợp với con ếch chứ tôi phát triển và tương lai là phải làm ếch giống là phát triển thêm gọi là phải vài nghìn con hoặc lên cả vạn. Đấy là cái hướng đi của tôi như thế. Ếch là loài dễ nuôi, ít dịch bệnh, thời gian sinh trưởng một lứa từ 70 đến 90 ngày. Thịt ếch là nguồn thực phẩm dinh dưỡng được nhiều người lựa chọn, chi phí đầu tư nuôi ếch không quá cao và kỹ thuật không khó, đầu ra khá ổn định. Đây là những thuận lợi để phát triển mô hình nuôi ếch. Hiện nay anh Bình đang đầu tư xây dựng bể để nuôi thêm ếch sinh sản, nhằm chủ động nguồn ếch giống tại chỗ. Đặc biệt, với việc thực hiện nuôi ếch thương phẩm trong lồng lưới thay vì bể bê tông truyền thống, anh Bình còn tận dụng được nguồn thức ăn chăn nuôi dư thừa của ếch để nuôi thả các loài cá. Dưới ếch thì có con cá như cá chép, rồi cá trắm, rồi cá me. Nói chung nó ăn cái phân thải của con ếch rất tốt, nói chung là nó quay tròn. Con ếch thải ra cái phân để lường con cá nó ăn rồi, con cá mình mới cho ăn, trơn cá trắm thôi. Chứ con cá me về cá trối về cá chim đây tất cả loài cá đều ăn phân của con ếch. Bên cạnh nuôi ếch, gia đình anh Bình còn kết hợp với chăn nuôi lợn, bò theo hướng hữu cơ liên kết với tập đoàn Quế Lâm. Từ 3 con lợn nái, đến nay đàn lợn của anh đã có thêm hơn 30 lợn con. Việc sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi không những loại bỏ được mùi hôi mà còn giúp gia đình có thêm nguồn phân bón hữu cơ để bón cho cây trồng. Chúng tôi đã cảm thấy là mô hình là có được cái thu nhập cao và là phát triển kinh tế của hộ gia đình. Về các mặt thì anh đã chăn nuôi là kết hợp ếch rồi là kết hợp đó là chăn nuôi cá, chăn nuôi bò sinh sản, rồi chăn nuôi lợn, gà. Từ đó thì để là nắm bắt được cái các mô hình phát triển thì tôi phải về tuyên truyền với hội viên của chúng tôi để là vừa là tham quan để nắm bắt được tinh thần hiểu biết và mức thu nhập của các loài cây con để rồi là phát triển kinh tế gia đình. Tùng Ảnh là xã có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, Hội Nông dân xã luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị. Những thành công bước đầu trong việc thực hiện đa dạng các loài vật nuôi tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích của gia đình anh Nguyễn Thanh Bình đã giúp hội lan tỏa hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Hội Nông dân xã chúng tôi luôn quan tâm, chú trọng đến vấn đề phát triển các cái mô hình kinh tế trên địa bàn. Và đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn xã Tùng Ảnh đã có trên 50 mô hình chăn nuôi cá thể, hộ kinh doanh, hộ gia đình. Hiện nay một số hộ nông dân cũng đã mạnh dạn đầu tư về phát triển kinh tế theo hướng hữu cơ tuần hoàn, gắn với đó là sử dụng các cái phân bón rồi thức ăn thuộc bảo vệ thực vật bằng hữu cơ để rồi là đưa lại cái nguồn lợi ích thiết thực cho hộ gia đình. Với sự năng động, sáng tạo của người dân trong việc phát triển kinh tế, cùng với sự đồng hành, những giải pháp của tổ chức hội, hy vọng thời gian tới, mô hình đa dạng các loài vật nuôi sẽ tiếp tục được mở rộng và ngày càng hiệu quả trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.